báo chí quốc tế viết về chuyến thăm lịch sử của tàu sân bay Mỹ. Tàu sân bay USS Convention cùng hai tàu chiến hộ tống của Hải quân. Sự kiện này thu hút sự chú ý rất lớn của truyền thông Mỹ và thế giới. Đề cập đến chuyến thăm lịch sử Việt Nam của tàu sân bay Mỹ, CNN khẳng định đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Mỹ neo đậu tại Việt Nam kể từ khi chiến tranh Mỹ kết thúc hơn 40 năm qua. Tờ báo này cũng nhắc lại quan điểm của phía Mỹ về chuyến thăm Đà Nẵng. Đây là cơ hội lịch sử để tăng cường mối quan hệ đang đâm chồi nảy lộc giữa hai cựu thù. Tàu sân bay Convention sẽ neo đậu cách bờ 2 hải lý tại cảng Đà Nẵng, nơi lính Mỹ lần đầu tiên đổ bộ bên lãnh thổ Việt Nam trong chiến tranh, biến đây thành một địa danh mang tính biểu tượng cao theo BBC. Hãng tin này cũng cho rằng chuyến thăm của tàu Convention thể hiện mối quan hệ quốc phòng ngày càng tăng giữa Việt Nam và Mỹ. Tờ Express của Anh đề cập chi tiết lịch trình hoạt động của các thủy thủ Mỹ trong chuyến thăm, gồm tới thăm một trại trẻ mồ côi và trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam. Đây là loại chất độc mà quân đội Mỹ từng sử dụng phổ biến trong chiến tranh ở Việt Nam, khiến nhiều thế hệ người dân ở đây hứng chịu các hậu quả nặng nề về sức khỏe như ung thư, khuyết tật bẩm sinh cùng nhiều vấn đề về thần kinh và tâm lý khác. Các hoạt động trao đổi văn hóa khác như ẩm thực và thể thao cũng sẽ diễn ra giữa các quân nhân trên tàu sân bay Mỹ với cán bộ chiến sĩ Việt Nam. Tờ Telegraph cho hay, chuyến thăm đến Việt Nam của tàu Convention nằm trong khuôn khổ đợt diễn tập ứng phó thảm họa đa quốc gia tại Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, đồng thời là nỗ lực khẳng định sự hiện diện và cam kết của Mỹ trong khu vực. New York Times, một trong những tờ báo lớn nhất, lâu đời nhất của Mỹ cho rằng, chuyến thăm này của tàu Convention đánh dấu một mốc mới trong mối quan hệ đang ngày càng được cải thiện giữa Việt Nam và Mỹ trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực đang có những thay đổi lớn. Đây là một bước tiến lớn mang tính lịch sử, bởi không một tàu sân bay Mỹ nào có mặt ở đây suốt 40 năm qua. New York Times dẫn lời chuẩn đô đốc John V. Fuller, chỉ huy cụm tác chiến tàu sân bay Convention, người có bố từng tham chiến ở Việt Nam. Ông Fuller nhấn mạnh, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục điều đã luôn làm từ trước tới nay, đó là thúc đẩy an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Tờ báo nhắc lại thực tế rằng nhiều tàu chiến Mỹ đã ghé thăm Việt Nam kể từ tháng 11 năm 2003, khi tàu hộ tống USS Vandegrift lần đầu cập cảng Việt Nam sau chiến tranh. Tuy nhiên, chuyến thăm của tàu sân bay thuộc về một cấp độ khác, đặc biệt là khi nó diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên Biển Đông nói riêng và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung đang có những diễn biến phức tạp. Mỹ từ lâu đã duy trì sự hiện diện hải quân tích cực ở Đông Nam Á, trong nỗ lực nhằm đảm bảo Biển Đông luôn mở và tự do, bởi đây là nơi luồng hàng hóa thế giới trị giá khoảng 5.000 tỷ đô la đi qua mỗi năm. Các tàu chiến Mỹ trong những năm qua cũng thường xuyên thực hiện các chuyến tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông. Dù không phải là một bên tranh chấp tại khu vực này, Mỹ luôn nhấn mạnh sự hiện diện hải quân trên Biển Đông có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh hàng hải, bảo vệ những điều kiện hòa bình ổn định đã được hình thành và duy trì từ sau Thế chiến II. Đó là môi trường ổn định để bạn có thể thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Ông Fuller nói, tôi cho rằng chúng tôi đã góp phần tạo ra môi trường đó để tạo điều kiện cho 70 năm tăng trưởng của khu vực. Tờ báo tiếp theo thì đánh giá chuyến thăm này của tàu đánh dấu mức cao nhất trong quan hệ Việt-Mỹ suốt nhiều thập kỷ qua, đồng thời coi đây là thắng lợi của Mỹ trong nỗ lực duy trì hiện diện và ảnh hưởng về kinh tế quân sự tại Đông Nam Á. Theo hãng tin UPI của Mỹ, Mỹ coi chuyến thăm này là cơ hội quý giá để tăng cường hợp tác chiến lược với Việt Nam, giải quyết những vấn đề chung mà hai nước và cả khu vực đang đối mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và tự do hàng hải. Reuters cho rằng, tàu Convention đến Đà Nẵng trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục phát tín hiệu rằng Mỹ mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ an ninh với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ được tăng cường từ năm 2016, khi ông Obama quyết định bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Dưới thời Trump, quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước tiếp tục phát triển, mặc dù Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Trong chuyến thăm tới Hà Nội tháng 11 năm 2017, ông Trump đã đề cập đến khả năng bán tên lửa và các tổ hợp vũ khí hiện đại cho Việt Nam. Một tháng sau, chiến lược an ninh quốc gia do chính quyền Trump công bố coi Việt Nam là đối tác hợp tác hàng hải. Đến tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến Việt Nam, đặt nền tảng cho chuyến thăm Đà Nẵng của tàu Convention. Reuters nhận định, điều này mở ra rất nhiều cơ hội cho hợp tác quân sự Việt-Mỹ trong bối cảnh Hà Nội cần nhiều nguồn lực để bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, an toàn hàng hải. Theo Derek Grossman, chuyên gia tại tổ chức tư vấn Rand, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ chưa rõ sẽ đi xa đến mức nào sau chuyến thăm lịch sử của tàu Convention, nhưng mối quan hệ này nhiều khả năng sẽ tập trung vào những phương cách giúp Việt Nam tăng cường nhận thức khu vực hàng hải và năng lực an ninh trên biển. Vì sao trong số chiến lợi phẩm thu được của Việt Nam Cộng Hòa không có tiêm kích F-4? Sau chiến tranh, Không quân Nhân dân Việt Nam thu rất nhiều chiến lợi phẩm là máy bay tiêm kích được Mỹ trang bị cho Không lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong số những chiến lợi phẩm mà Không quân Nhân dân Việt Nam thu được, có hàng chục tiêm kích F-5E, F-Tiger II, cường kích A-37 Dragonfly, hay trực thăng đa dụng UH-1 Huey và vận tải cơ C-130 Hercules. Chúng đã đóng vai trò to lớn trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
khi dán cho tập đoàn diệt chủng Pol Pot dựng đòn chí tử. Tuy nhiên đội hình máy bay ta thu giữ lại thiếu một chủng loại cực kỳ nổi tiếng trên chiến trường Việt Nam, đồng thời là đối thủ chính của én bạc MiG-21, đó chính là con ma F-4 Phantom 2. So với F-5E, F-4 có ưu thế ở tốc độ Mach 2,23 so với Mach 1,6, vận tốc leo cao 210 m/s so với 175 m/s, khả năng mang tải 8.480 kg so với 3.200 kg. Đặc biệt hơn nữa là nó được trang bị radar AN/APQ-72 rất mạnh, cho phép dẫn bắn hiệu quả các loại tên lửa phòng không, đối không ngoài tầm nhìn như AIM-7 Sparrow. Chính vì đặc tính ưu việt trên mà Mỹ đã quyết định không cung cấp F-4 cho Việt Nam Cộng Hòa, do đây là thời kỳ đảo chính diễn ra như cơm bữa, tiềm ẩn nguy cơ chính quyền Sài Gòn bất tuân thường lệnh, rồi dùng luôn F-4 để chống lại người Mỹ. Theo phóng sự ngày 10 tháng 11 năm 1972 của hãng tin NBC, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đề nghị Hoa Kỳ cung cấp F-4 Phantom 2 do lo ngại các trận địa tên lửa của miền Bắc đã áp sát Khe Sanh, trong khi không lực Việt Nam Cộng Hòa lại thiếu phương tiện đủ sức chế áp, yêu cầu này đã không được phía Mỹ đáp ứng. Cơ hội lớn nhất đến với VNAF khi các đơn vị không quân Mỹ trang bị F-4 phải rút về nước theo Hiệp định Paris, mở ra cơ hội bàn giao ngay số Phantom 2 đang đóng trên đất Việt Nam. Tuy nhiên cuối cùng vẫn chẳng có chiếc F-4 nào được ở lại. Mặc dù là một loại vũ khí cực kỳ đáng gờm, nhưng nếu phía Hoa Kỳ đáp ứng nguyện vọng và viện trợ tiêm kích F-4 Phantom 2 cho chính quyền Sài Gòn thì cũng chưa chắc chúng đã phát huy được đầy đủ tác dụng. Lý do là bởi một chiến đấu cơ hạng nặng như F-4 yêu cầu thời gian thực hiện các bước chuẩn bị phức tạp và tốn thời gian hơn rất nhiều so với F-5E, trong khi nhiều chiếc Tiger 2 bị ta thu giữ mới chỉ có vài chục giờ hoạt động. Phần lớn phi cơ không sẵn sàng chiến đấu là tình trạng chung của VNAF thời điểm đó. Ngoài ra, khả năng cao là sẽ có một Phantom 2 nằm trong danh sách chiến lợi phẩm của quân đội nhân dân Việt Nam vì không kịp tháo chạy. Khi đó, không quân Việt Nam sẽ được bổ sung về biên chế một loại chiến đấu cơ cực kỳ lợi hại. Vì sao trong số chiến lợi phẩm thu được của Việt Nam Cộng Hòa không có tiêm kích F-4? Sau chiến tranh, không quân nhân dân Việt Nam thu rất nhiều chiến lợi phẩm là máy bay tiêm kích được Mỹ trang bị cho không lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong số những chiến lợi phẩm mà không quân nhân dân Việt Nam thu được có hàng chục tiêm kích F-5E, F-Tiger 2, cường kích A-37 Dragonfly hay trực thăng đa dụng UH-1 Huey và vận tải cơ C-130 Hercules. Chúng đã đóng vai trò to lớn trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam khi dán cho tập đoàn diệt chủng Pol Pot dựng đòn chí tử. Tuy nhiên đội hình máy bay ta thu giữ lại thiếu một chủng loại cực kỳ nổi tiếng trên chiến trường Việt Nam, đồng thời là đối thủ chính của én bạc MiG-21, đó chính là con ma F-4 Phantom 2. So với F-5E, F-4 có ưu thế ở tốc độ Mach 2,23 so với Mach 1,6, vận tốc leo cao 210 m/s so với 175 m/s, khả năng mang tải 8.480 kg so với 3.200 kg. Đặc biệt hơn nữa là nó được trang bị radar AN/APQ-72 rất mạnh, cho phép dẫn bắn hiệu quả các loại tên lửa phòng không, đối không ngoài tầm nhìn như AIM-7 Sparrow. Chính vì đặc tính ưu việt trên mà Mỹ đã quyết định không cung cấp F-4 cho Việt Nam Cộng Hòa, do đây là thời kỳ đảo chính diễn ra như cơm bữa, tiềm ẩn nguy cơ chính quyền Sài Gòn bất tuân thường lệnh, rồi dùng luôn F-4 để chống lại người Mỹ. Theo phóng sự ngày 10 tháng 11 năm 1972 của hãng tin NBC, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đề nghị Hoa Kỳ cung cấp F-4 Phantom 2 do lo ngại các trận địa tên lửa của miền Bắc đã áp sát Khe Sanh, trong khi không lực Việt Nam Cộng Hòa lại thiếu phương tiện đủ sức chế áp, yêu cầu này đã không được phía Mỹ đáp ứng. Cơ hội lớn nhất đến với VNAF khi các đơn vị không quân Mỹ trang bị F-4 phải rút về nước theo Hiệp định Paris, mở ra cơ hội bàn giao ngay số Phantom 2 đang đóng trên đất Việt Nam. Tuy nhiên cuối cùng vẫn chẳng có chiếc F-4 nào được ở lại. Mặc dù là một loại vũ khí cực kỳ đáng gờm, nhưng nếu phía Hoa Kỳ đáp ứng nguyện vọng và viện trợ tiêm kích F-4 Phantom 2 cho chính quyền Sài Gòn thì cũng chưa chắc chúng đã phát huy được đầy đủ tác dụng. Lý do là bởi một chiến đấu cơ hạng nặng như F-4 yêu cầu thời gian thực hiện các bước chuẩn bị phức tạp và tốn thời gian hơn rất nhiều so với F-5E, trong khi nhiều chiếc Tiger 2 bị ta thu giữ mới chỉ có vài chục giờ hoạt động. Phần lớn phi cơ không sẵn sàng chiến đấu là tình trạng chung của VNAF thời điểm đó. Ngoài ra, khả năng cao là sẽ có một Phantom 2 nằm trong danh sách chiến lợi phẩm của quân đội nhân dân Việt Nam vì không kịp tháo chạy.
Khi đó không quân Việt Nam sẽ được bổ sung về biên chế, một loại chiến đấu cơ cực kỳ lợi hại. Báo Nga nói Việt Nam có thể mua trực thăng MiG-28NE và Ka-52. Quý tín giả thân mến, theo trang Gazeta.ru của Nga, hiện nay trực thăng tấn công Mi-28NE đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều khách hàng, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh khách hàng đầu tiên là Iraq, một số quốc gia tại khu vực châu Mỹ Latin, Bắc Phi và cận sa mạc Sahara, châu Phi và Đông Nam Á đang bày tỏ sự quan tâm lớn tới dòng trực thăng Mi-28N do Nga sản xuất. Đặc biệt trong số khách hàng được đăng tải trên Gazeta.ru, ngoài Brazil, châu Phi, Việt Nam là khách hàng rất tiềm năng và đang bày tỏ sự quan tâm đến trực thăng tấn công Mi-28NE. Nếu thông tin này là sự thật thì đây sẽ là bất ngờ rất lớn, tuy nhiên đây không phải là bất ngờ duy nhất đến từ truyền thông Nga. Hồi tháng 8/2015, tại triển lãm Heli Russia 2015, ông Vladislav Komistrov, phó giám đốc bộ phận xuất khẩu vũ khí hàng không thuộc tập đoàn Rosoboro Export cho biết Nga sẵn sàng xuất khẩu Mi-28NE và Ka-52. Thật bất ngờ khi cái tên được ông Vladislav Komistrov nhắc đến trong những khách hàng tiềm năng của Ka-52 chính là Việt Nam. Theo phân tích của các chiến lược gia quốc phòng, dù cả Mi-28NA và Ka-52 đều sở hữu tính năng ấn tượng, tuy nhiên với mỗi nhiệm vụ ở những địa hình khác nhau, hai dòng trực thăng này lại có thế mạnh riêng. Cụ thể, dù có thiết kế khác nhau, nhưng giữa Ka-52 và Mi-28NE có khá nhiều điểm chung. Chúng đều có thể được tích hợp các loại vũ khí tấn công đang được quân đội Nga sử dụng. Cả hai đều được trang bị một pháo tự động 2A42 30mm và chỉ số khác nhau số lượng đạn mang theo, với Ka-52 là 460 viên và Mi-28NE là 300 viên. Trong khi đó, cả hai dòng trực thăng này đều được trang bị các mẫu tên lửa không đối không hoặc không đối đất giống nhau như tên lửa chống tăng 9M120 ATAK-V hoặc tên lửa không đối không Ikla. Ngoài ra, Mi-28NE còn có thể mang theo tên lửa chống tăng 9K114 Storm-V với Ka-52 và 9K114 Storm-VU được tích hợp hệ thống dẫn đường đa kênh bằng laser và tên lửa chống tăng 9K121 Vic-M. Lợi thế của Vic-M là có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 10km, giúp Ka-52 có thể hoạt động bên ngoài tầm bắn của các tổ hợp tên lửa, pháo phòng không tự hành như Trolan, Gepard và các tên lửa phát vai Stinger, Mistral của phương Tây. Một lợi thế khác nữa của Ka-52 là nó được trang bị tới 6 giá treo vũ khí thay vì 4 và có thể mang theo thêm 500kg vũ khí nữa. Sự khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất giữa Mi-28NE và Ka-52 là hệ thống radar. Khi radar N025E của Mi-28NE được đặt phía trên cánh quạt tương tự như của trực thăng tấn công Apache AH-64 của Mỹ, trong khi đó radar của Ka-52 được đặt trong mũi máy bay, giúp nó hoạt động tốt tại các khu vực có địa hình phức tạp. Về khả năng tác chiến, Mi-28NE sở hữu thiết kế của các mẫu trực thăng tấn công kiểu cũ với một cánh quạt chính và một cánh quạt phụ ở đuôi. Còn Ka-52 lại sử dụng thiết kế hai cánh quạt nâng đồng trục. Thiết kế này của Ka được cho là vượt trội hơn Mi-28NE, nhất là việc thực hiện các bài bay ở độ cao thấp từ 100 đến 200 mét, thích hợp cho khu vực địa hình đồi núi. Khả năng bay cơ động của Ka-52 khó có mẫu trực thăng tấn công nào sánh được, khi nó có thể tăng tốc từ 100 km/h lên 230 km/h với góc lượng cộng trừ 90 độ. Đối với Mi-28NE, nó không có khả năng bay cơ động như Ka-52, cùng với đó là việc mẫu trực thăng tấn công này hoạt động khá chậm chạp. Để có thể vào vị trí tấn công, nó phải thực hiện lần lượt như một chiếc máy bay cánh bằng. Hải quân và đặc công Việt Nam, những chuyến xuất quân ấn tượng. Năm 2016, Hải quân Nhân dân Việt Nam và lực lượng đặc công đã có những chuyến công tác để lại ấn tượng và thành công. Lần đầu tiên, tàu chiến Hải quân và lực lượng đặc công Việt Nam tham gia diễn tập đa quốc gia trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng về an ninh hàng hải và chống khủng bố 2016 do Brunei và Singapore đồng tổ chức. Trong một chuyến đi khác, tàu 011 Đinh Tiên Hoàng có chuyến hành trình xuyên Thái Bình Dương qua eo biển Malacca tới Ấn Độ Dương dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế tại Ấn Độ. Những chuyến đi đánh dấu bước trưởng thành mới của Hải quân, đặc công của Quân đội Nhân dân Việt Nam. So với nhiều đồng nghiệp, chúng tôi là những phóng viên may mắn khi được chứng kiến những lần đầu tiên quan trọng mà lực lượng Hải quân và đặc công Việt Nam khi hai lực lượng này tham dự các sự kiện lớn của khu vực. Chúng tôi được cùng ăn, cùng ở, cùng tham gia các hoạt động với thủy thủ đoàn của hai tàu Hải quân, tàu 011 Đinh Tiên Hoàng và tàu 381 trong hai chuyến hành trình từ Việt Nam tới Singapore,
rồi qua eo biển Malacca để tới Ấn Độ Dương mênh mông. Được may mắn chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc, khi thì êm ả, khi thì dữ dội của Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương trong hành trình hơn 10.000 km, được may mắn đi qua eo biển Malacca tấp nập. Những cảnh đẹp kỳ vĩ của biển, của mặt trời, của mây hòa trong những nụ cười thân thiện, mến khách của những con người đến bến cảng, thành phố, những căn cứ tàu buôn đeo. Không chỉ được trải nghiệm cuộc sống trên tàu chiến, chúng tôi còn may mắn được trải nghiệm cuộc sống với những người lính đặc công Việt Nam và đặc nhiệm của nhiều quốc gia như Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Trung Quốc ở trại huấn luyện đặc nhiệm Pasir Ris Camp ở Singapore. Tất cả sĩ quan, hạ sĩ quan khi đã vào đây đều có tiêu chuẩn như nhau, ăn cơm tập thể, ngủ không điều hòa, tắm ở nhà tắm công cộng. Ở trại huấn luyện này, việc chụp ảnh bị nghiêm cấm, sĩ quan chỉ huy ở đây cho biết các thiết bị luyện tập là độc quyền. Thứ hai, tất cả những lính đặc nhiệm khi tham gia lực lượng chống khủng bố sẽ không được phép chụp ảnh mà chưa hóa trang. Đây là vấn đề rất quan trọng trong quá trình chiến đấu sau này, cũng như đảm bảo an ninh cho cá nhân và gia đình các thành viên tham gia các đội chống khủng bố. Chúng tôi rất tự hào khi chứng kiến vị ngọt ngào, hương vị thân thuộc của bát phở Việt Nam nấu tại căn cứ hải quân Changi được những người lính hải quân Singapore cảm nhận, chia sẻ, xích xoa và tấm tắc khen. Đó là giây phút lắng lòng khi tàu 011 Đinh Tiên Hoàng cùng thủy thủ đoàn đón giao thừa ở vùng biển Visakhapatnam của Ấn Độ. Một miếng bánh chưng, một lễ chào cờ đầu năm mới giữa Ấn Độ Dương, trong nắng mới, trong bản làng sương khói, vùng Visakhapatnam, giữa hàng trăm tàu chiến lớn, là cảm giác vô cùng đặc biệt, không phải ai cũng may mắn được chứng kiến, được tham dự. Giữa cái nắng đầu hè, cái gió biển mặn mòi của hành trình dài dằng dặc trên biển, trong những bức ảnh chụp được vẫn còn đó những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của những khuôn mặt trẻ măng của cánh lính đặc nhiệm đến từ Nga, từ Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia khi họ tham gia luyện tập tình huống tấn công khủng bố trên tàu, giải cứu các con tin. Những động tác dứt khoát, những tiếng hô đanh gọn, tiếng xé sóng rền rẹt của xuồng cao tốc, tiếng trực thăng sầm sập quạt tung một vùng nước biển, bóng lính đặc nhiệm thân thoát chiếm từng khoang tàu trong mịt mù khói nước. Vẫn còn đó lâng lâng bâng khuâng, tự hào cảm giác ngồi xuồng cao tốc với lực lượng đặc nhiệm hải quân đa quốc gia xé sóng ở vận tốc tới 80 km/h trên biển. Chiếc xuồng như muốn bay khỏi mặt nước, trong khi cánh lính đặc nhiệm vẫn vui đùa sau màn diễn tập, gió biển vun vút loang loáng dần dật. Chiếc máy ảnh trên tay tôi rung lên bần bật, chực bay ra khỏi tay. Chân tôi đứng không muốn vững khi muốn chụp vài bức hình ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Một sĩ quan đặc nhiệm người Nga đã đỡ lấy thân thể để giúp tôi có trụ vững hơn mà chụp ảnh. Cái cảm giác ghê ghê đầy thích thú khi xuồng vào cua trên đoạn bờ biển ở Brunei thật khó tả. Một vệt nước hình cánh cung hất lên cao, ba chiếc đi sau cũng vào cua tạo thành ba vệt hình sóng cánh cung. Tung bọt trắng xóa lung linh dưới ánh mặt trời trên bến cảng Muaru. Cuối tháng 4 năm 2016, chúng tôi có mặt trên tàu 381 lữ đoàn 162 vùng 4 hải quân. Tất cả cán bộ, sĩ quan, thủy thủ đoàn ai cũng xúc động tự hào bởi đây là lần đầu tiên quân chủng hải quân được phép đưa tàu chiến đi tham gia diễn tập quốc tế. Sau những hồi còi da diết chào tạm biệt quân cảng Cam Ranh, tàu 381 chở theo đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, quân chủng hải quân hành trình tới Brunei và Singapore tham gia diễn tập thực địa ADMM+ về an ninh hàng hải và chống khủng bố 2016. Do Brunei và Singapore đồng tổ chức, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Brunei và Bộ Quốc phòng Singapore. Chương trình diễn tập kéo dài 10 ngày đầu tháng 5 năm 2016, chia làm 2 phần tại hai nước. Tại Brunei, các nước này thì tham gia diễn tập triển khai nội dung diễn tập an ninh hàng hải, chống khủng bố thâm nhập tàu, giải cứu con tin. Phần này, các lực lượng thuộc quân chủng hải quân tham gia diễn tập với hải quân và lực lượng chống khủng bố thuộc hải quân các nước. Còn tại Singapore là triển khai nội dung diễn tập chống khủng bố trên bờ, khu vực cảng và vùng bờ biển. Phần nội dung này có sự tham gia của lực lượng đặc công Việt Nam. Tham dự cả hai cuộc diễn tập có hàng chục tàu hải quân, máy bay các loại, lực lượng đặc công, đặc nhiệm. Trong đó, tại cuộc diễn tập an ninh hàng hải có 19 tàu, 15 máy bay quân sự của các nước, hợp thành lực lượng an ninh hàng hải, hỗn hợp đa quốc gia TF-383 được chia làm 3 nhóm chiến thuật. Nhóm chiến thuật TG-383.1 bao gồm tàu hải quân của các nước Brunei, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ. Nhóm chiến thuật TG-383.2 bao gồm các tàu hải quân các nước Indonesia, Ấn Độ, Philippines, Nga, Thái Lan, Việt Nam. Nhóm chiến thuật TG-383.3 bao gồm 2 máy bay tuần thám biển, máy bay B-3C Orion của Australia và B-8 Poseidon của Mỹ. Còn tại diễn tập chống khủng bố, các đội đặc nhiệm đặc công của các nước thành viên sẽ phối hợp với nhau theo kịch bản đã thống nhất, phối hợp sử dụng lực lượng trấn áp khủng bố, giải phóng con tin, tàu hàng, đảm bảo an ninh an toàn cho tàu, người và khu vực biển. Hải quân và lực lượng đặc công Việt Nam giữ hầu hết các nội dung hoạt động của hai cuộc diễn tập.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử tàu chiến tham dự diễn tập quốc tế, vì vậy công tác chuẩn bị đã được làm tốt để chuyến công tác đạt kết quả theo mong đợi. Nhấn mạnh ý nghĩa của lần tham gia diễn tập này, Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân cho biết, Việt Nam tham gia diễn tập thực địa về an ninh hàng hải và chống khủng bố 2016 không chỉ nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương với hai nước Brunei và Singapore, mà hoạt động còn là việc thể hiện trách nhiệm quốc gia của Việt Nam trong xây dựng lòng tin, tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước thành viên. Tham gia diễn tập thực địa về an ninh hàng hải và chống khủng bố còn là cơ hội để quân đội nhân dân Việt Nam học hỏi, tham khảo công tác tham mưu, phương thức tiến hành các chiến dịch an ninh hàng hải và chống khủng bố đa phương. Thông qua các hoạt động diễn tập, các thành viên tiếp tục duy trì hợp tác thiết thực về an ninh hàng hải và chống khủng bố trong khuôn khổ, tăng cường khả năng tương tác chia sẻ thông tin và phản ứng với thách thức an ninh hàng hải và chống khủng bố hiện nay. Diễn tập thực địa năm 2016 có sự góp mặt của lực lượng hải quân và đặc nhiệm hùng hậu của 18 quốc gia trong khuôn khổ. Hoạt động diễn tập diễn ra với 3 nội dung chính: diễn tập chỉ huy tham mưu tại bờ, diễn tập thực binh trên bờ và diễn tập thực binh trên biển. Hai chủ đề của diễn tập là an ninh hàng hải và chống khủng bố trên vùng biển của lãnh thổ hai nước Brunei và Singapore. Đây là hai nội dung được đánh giá là rất thực tế và là một bước tiến vượt bậc trong việc hợp luyện kỹ chiến thuật giữa các lực lượng quân sự các nước và được hỗ trợ bởi các công cụ điều hành phục vụ diễn tập hiện đại. Cuộc diễn tập đã mang tới nhiều kinh nghiệm quý báu cho các nước trong việc vận hành sở chỉ huy tác chiến, hiệp đồng tác chiến cả trên biển và trên bộ. Quan trọng nhất là thể hiện được sự đoàn kết, thống nhất cao độ của các nước trong việc bảo vệ an ninh trên biển và đối phó với thách thức khủng bố. Kịch bản của cuộc diễn tập lần này cũng được các đoàn nhận định là khoa học, bí mật từng giai đoạn. Do vậy, có nhiều tình huống bất ngờ, có sự liên kết liền mạch phản ánh được sát tình hình thực tế an ninh trong khu vực hiện nay. Nội dung của từng giai đoạn kịch bản năm 2016 được sĩ quan chỉ huy các nước đánh giá cao và đang được bàn thảo rút kinh nghiệm để trở thành kịch bản chuẩn mang tính khuôn mẫu cho các kịch bản sẽ xây dựng sau này, phục vụ các cuộc diễn tập chung giữa các nước trong khu vực trong thời gian tới. Diễn tập thực địa chính là bước tiến lớn không chỉ trong lĩnh vực hợp tác quân sự mà còn sâu rộng hơn trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, góp phần thúc đẩy quyết tâm đoàn kết, hợp tác cùng nhau phát triển lâu dài giữa các nước thành viên. Tại tổng kết chuyến công tác nhiệm vụ tham gia diễn tập thực địa về an ninh hàng hải và chống khủng bố 2016 tại Brunei và Singapore, đại diện các nước khi tham gia các nội dung đã đánh giá đây là một trong những cuộc diễn tập chung đa quốc gia lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á, xét về quy mô, tính chất và khả năng. Diễn tập diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh hàng hải khủng bố trong khu vực ngày một gia tăng. Diễn tập năm 2016 là một lời khẳng định đanh thép của các nước trong quyết tâm cùng nhau xóa sạch những mối nguy hại đối với các quốc gia này. Cuộc diễn tập có nội dung đa dạng, tình huống sát thực, tính đối kháng cao, đối tượng diễn tập, khả năng liên kết các lực lượng và mức độ khó tăng cao theo từng giai đoạn, xứng tầm với một cuộc diễn tập đa quốc gia. Đánh giá riêng về đoàn Việt Nam, ban tổ chức tại Brunei và Singapore đều đánh giá cao Việt Nam trong lần đầu tiên cử tàu chiến và lực lượng đặc công tham gia diễn tập quốc tế. Đoàn Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.